U23 Việt Nam, U23 Myanmar, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất. Nếu đánh bại được U23 Myanmar thì gần như chắc chắn là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ giành quyền vào chơi ở vòng bán kết với vị trí số 1 của bảng A. U23 Việt Nam bỗng dưng trở thành ngư ông đắc lợi khi U23 Philippines bất ngờ để thua U23 Myanmar ở lượt trận thứ 3 diễn ra hôm ngày 10 tháng 5, nghĩa là trong trường hợp giành trọn vẹn 6 điểm trước U23 Myanmar và U23 Timor-Leste trong hai lượt trận còn lại, U23 Việt Nam sẽ nghiễm nhiên có được ngôi vị nhất bảng A mà không cần phải quan tâm đến kết quả của những màn so tài khác. Như vậy, chỉ cần vượt qua được U23 Myanmar trong lượt trận này, U23 Việt Nam sẽ nắm trong tay quyền tự quyết. Bởi, ở lượt trận cuối cùng của bảng A, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ phải gặp U23 Timor-Leste thua cả 3 trận. Đội bóng có thực lực yếu và đã bị loại, cho nên không có lý do gì mà U23 Việt Nam không dồn sức cho màn so tài với U23 Myanmar, một ẩn số thú vị tại SEA Games năm nay. Xét trên nhiều phương diện, U23 Myanmar là một đối thủ xứng tầm với Đỗ Hùng Dũng và các đồng đội. Bằng chứng là trong hai trận đấu đầu tiên tại SEA Games 31, đội bóng của huấn luyện viên Velizakovok đều giành được trọn vẹn 3 điểm. Khi lần lượt đánh bại U23 Timor-Leste và U23 Philippines với cùng tỷ số 3-2, nhìn chung, lối chơi của U23 Myanmar là lấy công bù thủ. Hiệu số 6-4 là minh chứng rõ ràng. Trước đối thủ không giỏi phòng ngự như U23 Myanmar, các chân sút của U23 Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để ghi được những bàn thắng. Điều mà họ không thể làm nổi trong trận đấu với U23 Philippines tại lượt trận thứ 2. Hàng công khiêm tốn của U23 Timor-Leste và U23 Philippines còn ghi được tổng cộng 4 bàn thắng. Lẽ nào Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội lại chịu im hơi lặng tiếng? Nhiều khả năng là với tính chất quan trọng của trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất với sự trở lại của Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh trong danh sách đá chính. Xem ra, U23 Myanmar khó tránh khỏi một trận thua, thậm chí là thua đậm trước đội chủ nhà U23 Việt Nam. Đơn giản là thiên thời, địa lợi và nhân hòa đều đang thuộc về thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mai, ngày 13 tháng 5, trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.